báo nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tiên đoán chết chóc về đại chiến Nga NATO năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, giả thuyết về một cuộc xung đột hạt nhân giữa Nga và NATO cũng từng được nhiều tướng lĩnh Mỹ và châu Âu đề cập đến. Tiên đoán chết chóc này được ông Richard Shireff nhắc đến trong cuốn sách 2017 War with Russia tạm dịch là năm 2017 cuộc chiến với Nga cùng lời dẫn là An Urgent Warning from Senior Military Command cảnh báo khẩn cấp từ một chỉ huy quân sự cao cấp. Trong cuốn sách này, viên tướng về hưu người Anh Richard Shireff cho biết rằng những dự báo của ông căn cứ vào những dữ liệu có thực và lập luận logic trên cơ sở những diễn biến ngày càng xấu đi trong quan hệ Nga và NATO những năm gần đây. Viên tướng từng giữ cương vị phó tư lệnh NATO ở châu Âu từ năm 2011 đến 2014. Hôm qua, ngày 18 tháng 5, đã cảnh báo rằng nguy cơ chiến tranh giữa Nga với NATO năm 2017 sẽ vô cùng khốc liệt đối với châu Âu, bởi đó là cuộc chiến tranh hạt nhân chiến thuật do Nga phủ đầu. Theo vị tướng Anh, bắt đầu từ năm tới, Nga sẽ đánh chiếm trọn vẹn quốc gia láng giềng phía Tây là Ukraine để giành tuyến đường trên bộ dẫn tới Crimea, và sau đó sẽ nuốt gọn ba nước thành viên của NATO thuộc vùng Baltic gồm Latvia, Lithuania, Litva và Estonia. Ông Shirev cho rằng, sự diễn mâu thuẫn giữa hai bên có thể dẫn đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga là do Moscow phản kháng lại cái mà Điện Kremlin vẫn thường tuyên bố là NATO đang siết chặt vòng vây xung quanh Nga. Hơn nữa, cơ hội lớn đến khi NATO đang ngày càng yếu đi. Tuy nhiên, ông Shirev đưa ra nhận định rằng nếu Moscow sử dụng sức mạnh quân sự thông thường để chống lại bất cứ thành viên nào của NATO, khối này sẽ tuyên chiến với Nga theo điều năm của Hiệp ước, do đó Nga sẽ dùng kho vũ khí hạt nhân để đáp trả NATO. Giả thuyết về một cuộc xung đột hạt nhân giữa Nga và NATO cũng từng được nhiều tướng lĩnh Mỹ và châu Âu đề cập đến trong những tuyên bố của mình. Trước đó, tướng Mỹ về hưu Wesley Clark cũng đưa ra dự đoán tương tự trên kênh truyền hình RT của Nga. Ông Wesley Clark cho rằng, dường như Nga đang suy tính đánh đòn hạt nhân phủ đầu với các quốc gia NATO. Theo ông, ngay trong đòn đánh đầu tiên, Moscow sẽ dán đòn tấn công hạt nhân vào thủ đô Warsaw của Ba Lan và sau đó ôm dung ngồi đợi sự đầu hàng của NATO. Trong buổi lễ bổ nhiệm, tân tư lệnh NATO tại châu Âu và tân tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu được tổ chức ở Đức ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Carter cũng bày tỏ sự lo lắng của Mỹ và NATO về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đánh đòn phủ đầu của Nga thậm chí kịch bản hơi có tính hoang đường này còn được hãng thông tấn BBC của anh dựng lên thành một đoạn phim giả tưởng. Trong đoạn phim, căng thẳng giữa hai bên đã leo thang và dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân. Các cố vấn của NATO đã đưa ra một phương án phá hủy các thành phố lớn nhất của Nga bằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 của Mỹ mà các tàu ngầm hạt nhân NATO cùng sử dụng. Theo The Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michel Fallon ngày 4 tháng 11 tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng sẽ chẳng có cuộc chiến nào giữa Nga và NATO xảy ra vào năm 2017 như tiên đoán của ông Richard Sirev. Ý kiến này được nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh đưa ra tại phiên điều trần trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện sau khi một thành viên của Ủy ban này đề cập tới dự đoán của vị tướng Anh nêu trên. Ông Fallon nhận xét, Vâng, hiện có nhiều người đang viết sách và phải tìm cách tiêu thụ nó. Cụ thể thì cuốn sách của ông Shiret rất hay. Tuy nhiên tôi không đồng ý là cuộc chiến với Nga có khả năng diễn ra vào năm tới. Tôi nghĩ đó là sự xét đoán cường điệu. The Independent lưu ý rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết là hai năm trước đây, Liên bang Nga còn hung hăng hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Fallon cũng không loại trừ khả năng cuộc xung đột quân sự giữa Nga và NATO sẽ xảy ra trong những năm tiếp theo. Theo Bộ trưởng Fallon, ở thời điểm hiện tại, Anh chưa có đủ phương tiện để đối phó với phía Nga trong một cuộc chiến tranh. Khi được hỏi liệu rằng, đến giai đoạn 2018-2019, Anh đã có đủ phương tiện cần thiết để giành chiến thắng trước Nga hay không, ông Fallon không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà chỉ cho biết Anh sẽ chuẩn bị cho điều này theo cách của một thành viên tích cực của NATO thời gian qua các quan chức anh và liên minh châu âu thường tuyên bố rằng nga là mối đe dọa ngày càng tăng đối với eu moscow đang sử dụng cả một loạt cơ quan nhà nước để đạt được các mục đích của mình trong chính sách đối ngoại bằng các biện pháp ngày càng hiếu chiến bình luận về những điều này nhà chính trị học alexei zudin thành viên hội đồng chuyên gia thuộc viện nghiên cứu chính trị kinh tế xã hội cho rằng khi liên tục hù dạ người dân bằng mối đe dọa nga phương tây có thể nhận lấy hậu quả bất ngờ cho chính mình vị chuyên gia nga cho biết anh đang đi đầu trong chiến dịch chống nga do liên minh phương tây thổi phòng ở đây nên chú ý đến câu nói rằng, đến năm 2018-2019, Vương quốc Anh sẽ chuẩn bị các phương tiện cần thiết để phản ứng thích đáng với hành động của Nga. Nhà phân tích Nga cho rằng, mục đích chính của những tuyên bố kiểu như vậy là khá rõ ràng. Quan điểm về mối đe dọa Nga được sử dụng để ép các chính phủ tăng chi phí quốc phòng, làm tăng ngân sách quân sự và chi phí cho các cơ quan đặc nhiệm. Những người hiểu biết sẽ hiểu rằng, đây chỉ là những lời nói suông, nhưng những người sống một cuộc đời bình thường, không theo dõi tin tức chính trị, không biết phân tích thông tin thường dễ bị lừa phỉnh hơn. Họ dễ dàng tin tất cả những gì những người lãnh đạo nói. Do đó, anh nên tự biết mức độ giới hạn khi thổi phòng mối đe dọa Nga để không làm người anh sợ hãi quá mức, bởi vì sự sợ hãi quá mức, nhưng đến lúc đó lại không có gì xảy ra, lại có thể phá hoại niềm tin của nhân dân nước này vào giới lãnh đạo và các phương tiện truyền thông. Jong Un giao nhiệm vụ tối mật cho đơn vị đặc nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, IB Times ngày 5 tháng 11 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã yêu cầu đội đặc nhiệm nước này tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Tổng thống Park Geun Hye. Yêu cầu gây sốc trên được đưa ra trong chuyến thăm hiếm hoi của ông Kim tới đơn vị đặc nhiệm nước này hôm 4 tháng 11. Tại đơn vị đặc nhiệm, ông Kim Jong-un yêu cầu binh sĩ tiêu diệt những kẻ xấu xa trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, những con rối của chính phủ Seoul, kẻ gieo rắc tội ác không thể dung thứ ngoài ra ông kim jong un còn nói với binh sĩ rằng họ được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đâm lưỡi dao sắc bén vào tim và bẻ gãy lưng kẻ thù trong khuôn khổ chuyến thăm lãnh đạo tối cao triều tiên cũng thị sát đợt diễn tập bắn súng đu dây từ trực thăng và đổ bộ chiến lược của đơn vị đặc nhiệm sau sự kiện này phía seoul đã chỉ trích rằng chuyến thăm của ông kim jong un tới đơn vị đặc nhiệm nêu trên là một hành vi khiêu khích quân sự mới đồng thời trước đó mỹ hàn cũng đã họp bàn và cam kết các biện pháp ngăn chặn tham vọng hạt nhân của bình nhưỡng IS kêu gọi tàn sát người Mỹ trong ngày bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, IS kêu gọi người Hồi giáo không tham gia bỏ phiếu ngày 8 tháng 11 tới vì Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ không có sự khác biệt về quan điểm chống lại người Hồi giáo và Đạo Hồi. Bà Rita Kess, giám đốc công ty Shai Intelligence Group của Mỹ chuyên theo dõi các nhóm khủng bố viết trên Twitter rằng lời đe dọa của IS xuất hiện trong bài viết do trung tâm truyền thông Al-Hayat của IS đăng tải. Theo đó, cảnh báo các tay súng sẽ tàn sát tất cả và đập vỡ các hòm phiếu. Bài viết đe dọa cầu thánh Ala hãy làm cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay trở thành một tai họa khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Bà Kat đưa ra các đoạn trích dẫn lời đe dọa trên Twitter và nói IS đang kích động một cuộc tấn công trong ngày bầu cử. Theo bà, đây là nỗ lực của chúng nhằm phá hoại cuộc bầu cử và thu hút sự chú ý của giới truyền thông lời kêu gọi này được đưa ra chỉ một ngày sau khi nguồn tin tình báo mỹ cảnh báo mạng lưới khủng bố al qaeda đang chuẩn bị tấn công khủng bố ở các bang new york texas và virginia nhà chức trách đang xem xét các thông tin nói trên một quan chức nói với usa today rằng thông tin is dọa tấn công trên các bang vẫn chưa được xác thực các nhà chức trách cũng chưa nhận được thông tin về hình thức mục tiêu tấn công của al qaeda tuy nhiên cục điều tra liên bang mỹ fbi cho biết lực lượng chống khủng bố và an ninh đều trong tư thế sẵn sàng ứng phó với bất kỳ vụ tấn công nào nếu có 26 điều thú vị ít được biết đến về cuộc bầu cử Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 8 tháng 11 giờ địa phương, đánh dấu sự kết thúc của một trong những chiến dịch tranh cử gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định một trong hai ứng cử viên, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ông trùm bất động sản Donald Trump, trở thành nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ trong 4 năm tới. Dưới đây là 26 điều thú vị nhất về cuộc bầu cử Mỹ mà không phải ai cũng biết. 1. Theo dictionary.com, bầu cử có nguồn gốc từ tiếng Pháp và tiếng Latin, có nghĩa là chọn ra một cái gì đó. 2. Để được bầu làm tổng thống, ứng viên phải đáp ứng 3 tiêu chí cơ bản: đủ 35 tuổi, thường trú tại Mỹ ít nhất 14 năm và là một công dân được sinh ra ở Mỹ. 3. Cuộc bầu cử chính thức được quyết định bởi cử tri đoàn gồm 538 đại cử tri. Để trở thành tổng thống, ứng cử viên phải có ít nhất 270 phiếu. 4. Tổng thống Mỹ nhiều tuổi nhất từng được bầu là Ronald Reagan, người đã 69 tuổi vào thời điểm ông tham gia tranh cử. Còn trong cuộc bầu cử năm nay, bà Clinton đã bước sang tuổi 69, trong khi Trump cũng đã 70 tuổi. 5. Tu chính án 22 sửa đổi hiến pháp được đưa ra đã giới hạn mỗi tổng thống chỉ được bầu lại không quá 2 lần, sau khi cựu tổng thống Franklin D. Roosevelt từng nắm giữ chức vụ đến 4 nhiệm kỳ. Theo thống kê, tới thời điểm hiện tại, đã có 17 tổng thống Mỹ được bầu 2 nhiệm kỳ, bao gồm cả tổng thống Barack Obama hiện nay. Trong số này có 13 người đã hoàn thành đủ thời gian của cả hai nhiệm kỳ. Ba người gồm Abraham Lincoln, William McKinley và Richard Nixon đã không thể hoàn thành vì nhiều lý do như bị ám sát và bê bối cá nhân. 6. Đã có 18 tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa và 15 tổng thống Đảng Dân Chủ được bầu cho đến nay. 4 vị tổng thống khác được xác định thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa, 4 người thuộc Đảng Wings, 1 người thuộc Đảng Liên bang và 1 không có Đảng George Washington. 7. Trước đó từng có yêu cầu người dân phải sở hữu bất động sản mới được quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, nó được gỡ bỏ từ năm 1856. 8. Quốc hội thông qua tu chính án 15 vào năm 1870 cho phép người Mỹ gốc Phi và người da màu khác được quyền bầu cử. Mặc dù vậy, một số vùng phía Nam và miền Bắc đã không cho phép người Mỹ gốc Phi bỏ phiếu cho đến tận những năm 1960. 9. Theo Politico, Victoria Woodhull trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy đua tổng thống Mỹ vào năm 1872. Tuy nhiên, phải gần 50 năm sau, phụ nữ mới được quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1920. 10. Đã có hơn 200 phụ nữ Mỹ từng trở thành ứng viên tranh cử tổng thống. Theo PBS, đây chủ yếu là ứng cử viên từ các đảng nhỏ và phần lớn hoạt động từ trước khi phụ nữ được cho phép có quyền bầu cử. Hillary Clinton chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận được đề cử từ một đảng lớn sau khi Đảng Dân chủ lựa chọn bà trở thành ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử năm 2016. 12. Các phi hành gia của NASA trên trạm vũ trụ quốc tế có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử từ quỹ đạo thông qua các email bảo mật. Đây là kết quả của một dự luật ở Texas năm 1997. 13, khẩu hiệu chiến dịch tồi tệ nhất trong lịch sử thuộc về Old Smith, người đã chống lại lệnh cấm sản xuất và phân phối rượu bằng lời mời chào. Hãy bầu cho Old Smith và ước mơ ướt át của bạn sẽ trở thành sự thật. 14. Trong cuộc bầu cử năm 1872, đương kim Tổng thống Ulysses S. Grant đã phải chạy đua với một xác chết. Đối thủ của ông là Horace Greeley đã chết trước khi cuộc bầu cử hoàn thành và nghiễm nhiên Grant là người thắng cử. 15. George Washington là tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử giành chiến thắng tuyệt đối với 100% số phiếu đại cử tri. Điều này xuất phát từ việc nền chính trị Mỹ lúc đó còn hoang sơ và các đảng vẫn chưa được hình thành. 16. George Washington đã dùng toàn bộ ngân sách chiến dịch của mình mua 160 lít rượu để phục vụ cho các cử tri tiềm năng. 17. Năm 1845, Quốc hội đã quyết định rằng ngày bỏ phiếu là thứ ba đầu tiên trong tháng 11. Đây là thời điểm cuối thu khi mùa màng đã thu hoạch và trước khi mùa đông khắc nghiệt kéo đến. Và năm nay, ngày bầu cử được ấn định là mùng 8 tháng 11. 18. Norman Thomas của Đảng Xã hội là người tranh cử tổng thống nhiều hơn bất cứ ai trong lịch sử. Ông chạy đua 6 lần nhưng chưa từng chiến thắng. 19. Công kích đối thủ đã trở thành truyền thống trong các cuộc bầu cử Mỹ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1776, Thomas Jefferson bí mật thuê một nhà văn tên là James Callender để tấn công đối thủ John Adams thông qua các bài viết mà ông gọi là người lưỡng tính. Sau một cuộc khởi nghĩa, James Carando đã bị bỏ tù. 20. Đảng dân chủ sử dụng con lừa làm linh vật như một cách tôn vinh Andrew Jackson. Các nhà phê bình từng gọi vị tổng thống này là đồ ngu vì quan điểm dân túy của ông. 21. John Adams từng phàn nàn rằng lý do George Washington được ưu ái mọi thứ, bao gồm cả việc được bầu là tổng thống, vì ông này cao hơn bất cứ ai trong phòng. 22. Trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1920, một ứng cử viên đặc biệt đã vận động chiến dịch tranh cử của mình tại nhà tù là Eugene Vides. Ông ngồi tù vì phản đối chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Điều đặc biệt là ông đã giành được 3% số phiếu phổ thông. 23. George Washington có bài phát biểu nhậm chức ngắn nhất với 135 từ. William Henry Harrison là người nói nhiều nhất với 8.445 từ. Bài phát biểu của ông kéo dài hơn 2 giờ trong cơn bão tuyết lớn. Điều này khiến ông bị cảm lạnh và cuối cùng chết vì viêm phổi chỉ một tháng sau đó. 24. Trước năm 1804, ứng cử viên tổng thống nào nhận được số phiếu bầu cao thứ hai sẽ trở thành phó tổng thống. 25. Grover Cleveland là ứng cử viên duy nhất từng được bầu vào một nhiệm kỳ, thua trong nhiệm kỳ thứ hai và sau đó được bầu lại sau 4 năm. Vì vậy, ông đã trở thành Tổng thống thứ 22 và Tổng thống thứ 24 của nước Mỹ. 26. Cũng giống như cuộc tranh luận năm nay, trong năm bầu cử giữa hai ứng viên John Quincy và Andrew Jackson, những lời đả kích cá nhân cũng được đưa ra còn nhiều hơn cả bình luận về chính trị. Jackson gọi John Quincy là một tay ma cô và Quincy cũng không ngần ngại gọi vợ của Jackson là một người phụ nữ dâm đãng và gọi mẹ ông là gái điếm. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại